Chuyển sang thông tin khác, năm 2016, tỉnh Lâm Đồng đã đăng ký cho trên 830 doanh nghiệp được thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký gần 7.000 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp còn tư cách pháp nhân trên địa bàn toàn tỉnh đến nay lên trên 6.300 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đi vào hoạt động không chỉ nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế xã hội địa phương, đảm bảo nguồn thu ngân sách cho tỉnh, thực hiện tốt các an sinh xã hội, mà còn giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động địa phương có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, do khó khăn chung của nền kinh tế thế giới và trong nước, nên thời gian qua, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, dẫn đến phải giải thể hơn 100 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp tạm thời ngưng hoạt động trên 200 doanh nghiệp, giảm 6,5% số doanh nghiệp hoạt động. Phường 12, thành phố Đà Lạt được xem là thủ phủ của cây dược liệu Atiso. Người dân ở đây cho biết, nguyên nhân khiến giá bông Atiso tươi tăng mạnh là do mưa nhiều đã ảnh hưởng đến sự phát triển của cây Atiso. Bên cạnh đó, diện tích Atiso tại Đà Lạt đang